Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 7, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Hồng Loan cũng đang ở bên trong để chốt những cái đơn hàng nha cô chú. Đó thì buổi sáng ngày hôm nay là phía trước nhà chị Hồng Loan rất là nhộn nhịp luôn cô chú. Thì sau đây em cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong để xem chị Hồng Loan đang chốt đơn nha cô chú. À cô chú ơi, phía trước là chị Loan nha cô chú. Chị Loan rất là vui luôn. Bên hông là cái tủ lạnh của con que nha cô chú. Đó, hiện tại bây giờ là nó cũng chưa có dọn đi cô chú anh chị. Thấy hả? Tủ lạnh này hả? À, tủ lạnh que anh. Đó, cái tủ lạnh mà bà nói rằng anh đứng bên mà nó còn bay mùi cô chú. Thì cũng mong rằng là ngày hôm qua là ra tòa rồi cô chú anh chị, là bên phía cô cháu gái sẽ đến nhà chị Hồng Loan để dọn cái tủ lạnh này đi nha cô chú, chứ đâu có thể nào mà đỡ trình dinh ở trước nhà chị Loan được cô chú anh chị. Đó, nhìn rất là bướng luôn, rất là bướng luôn cô chú, cái tủ lạnh trình dinh luôn. Chị Loan ăn sáng chưa? Uống cà phê chứ hả chị? Dạ. Chúc chị Loan buổi sáng vui vẻ. Cô chú sáng nay chị Loan rất là tươi luôn. Thì sau khi rời tòa ngày hôm qua là chị Loan cũng như là chị Ni cười rất là tươi ha. Một niềm vui chiến thắng. Thắng rồi, thắng rồi. Các cô chú chị lo cũng đang là ngồi bên phía bàn làm việc nha cô chú. Thì ngày hôm qua phải nói rằng là cô chú chị là sau khi mà cái phiên tòa giữa chị Hồng Loan và cô cháu gái kết thúc á, là bên phía cô cháu gái nó ra, mà nó ra nó đối mặt với chị Hồng Loan á, cô chú chị, với lại là anh Thái, thì cái mặt đó nó gục cô chú. À, nó đâu có dám nhìn thẳng chị Hồng Loan đâu, tại vì á là chị Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ, mà chị Loan đi thì ngẩng cao đầu cô chú. Đó, cô chú ơi, phía trước là cái tủ lạnh của bên phía cô cháu gái nha cô chú. Buổi sáng hôm nay thì các cô đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan rất là nhiều luôn. Ở cái tủ lạnh đây là sắp tới đây là cũng phải dọn đi cô chú, chứ tại vì là hiện tại bây giờ là nó cũng bay mùi rồi, phải không bạn? Đúng rồi, cái tủ lạnh này nó bị bốc mùi lên tí xíu. Dạ. Chị Loan đẹp ha cả nhà. Sáng nay chị Loan tươi tỉnh lên hẳn sau cái ngày 8 tháng 7 ngày hôm qua, là nhìn chị Loan tươi tỉnh lên hẳn ha quý cô chú chị. Và như thường lệ cái ly cà phê chị Loan đang uống là đã cúng cho bác Năm rồi đó. Rồi sau này chị Loan hưởng ha cả nhà. Thì cả nhà mình cũng thấy là từ xưa tới giờ chị Loan về cách thưởng căn nhà số 5 đồng điện, chị Loan cực kỳ là giỏi. Từ cái shop ăn mặc tiểu thư đầu tiên đã thêm được hai cái shop nữa, và cũng đã thờ cúng bác Tâm rất là nhiều đó. Chị Loan đang xin lọc cuộc địa cho quý cô chú anh chị. Thì quay trở lại cái câu chuyện mà cái tủ lạnh đó cô chú, hiện tại bây giờ đó nó đỡ trình dinh luôn, mà hàng hóa này, yến đồ này cô chú, nó rất là nhiều đồ luôn. Của bên phía cô cháu gái cô chú, thì em cũng quay sơ sơ một xíu để chia sẻ về cái tủ lạnh này. Thì giờ cũng được dán là niêm phong cô chú anh chị. Phải nói rằng là bên phía cô cháu gái hiện tại bây giờ nó đã thua rồi cô chú, là ngày hôm qua là chính thức đã thua rồi. Mà ở đây là ngày hôm qua là bên phía cô cháu gái là chỉ muốn chị Hồng Loan là hòa giải, rồi cô cháu gái sẽ kiếm được một chút cô chú. Nhưng mà chị Loan đâu có chịu cô chú anh chị, tại vì là mẹ con của cô cháu gái này rất là tham lam luôn. Cái hồi trước là chị Loan cũng lên tiếng nói rồi, mà bên phía mẹ con của cô cháu gái là đâu có chịu đâu anh. Cô chú thì em quay một xíu rồi ra xa nha. Anh em của em cũng ở đây đi hết cái đoạn đường cái chiều vlog để chia sẻ tiếp. Cô chú anh Hải trong và ngoài nước. Thì cả nhà mình cũng biết rồi. Hiện tại bây giờ là cái tủ lạnh Hồng Loan là đứng lại như thế nào. Vì chính mình thôi là đeo khẩu trang luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cái tủ lạnh nó hôi quá.
thì cả nhà mình cũng thấy rồi, hiện tại bây giờ là ở ngoài trước nhà của chị Hồng Loan là có hai cái thùng xốp, ở hai cái thùng xốp này nè cả nhà, để em zoom lại cho cả nhà mình thấy đây. Đây là những hai cái thùng hàng mà hiện tại là hai cái thùng này rất là lớn thì không có chỗ để, nếu mà cái tủ lạnh nó được di dời đi thì hai cái thùng này vô trong đó là còn hơn luôn các bạn. Đúng rồi. Tất cả những cái đồ đạc mà chị Hồng Loan nhập hàng về bán hiện tại về không còn chỗ để, do một phần là đồ đạc của mẹ con khô sáo á, quá trời quá đất nhiều đó, mà không biết là trong ngày hôm nay mẹ con khô sáo có tới dọn bớt hay không, bởi vì hiện tại là thua trắng tay rồi, không còn gỡ được cái gì nữa. Đúng thì rồi. Cái câu chuyện hòa giải á, là hôm qua chị Loan ra ngoài tò là đã phản tố lên bên chỗ mẹ con khô sáo là không có hòa giải gì hết, thì đã không chịu hòa giải thì ký đơn không hòa giải rồi đi về, thì cũng sẽ còn một lần hai lần nữa rồi sau đó là tò cũng sẽ giải quyết cho chị Loan, theo như mình biết là sẽ đòn thắng luôn nha bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì không biết là cô Sáu có nhìn nhận ra được cái sự thật hay không, và có về dọn bớt được hay không trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai hay không. Theo như em á, là bên phía cô cháu gái á, là nên đến là dọn cái tủ lạnh đi trước, tại vì á, là cái tủ lạnh hiện tại bây giờ phải nói rằng á, là mình đỡ một thời gian lâu thì nó cũng sẽ là có những cái mùi hôi rồi nó làm cho khó chịu, nó ảnh hưởng đến các anh chị nhân viên này rồi gia đình chị Loan rất là nhiều luôn anh. Thì các cô đến mua hàng mà cũng nói á, là ủa sao cái mùi gì nó hôi hôi vậy, rồi chị Hồng Loan cũng chỉ đấy đấy cái mùi đó, nó nằm ở trong đó, đó là cái tủ lạnh đó anh. Thì hôm bữa bùm bùm cũng live stream bùm bùm nó quá thúi rồi, chịu không nổi rồi. Và tại vì ở trong nhà hiện tại bây giờ thì có bé Bill và những bé Bull, bé Ken đồ rất là nhiều, thì cả nhà mình cũng thấy ha, hiện tại là bé Bill là cứ như là chiều chiều là được ẩm đi ra ngoài, bởi sao ở trong nhà hôi quá thực sự. Mà bây giờ thì bé Bill là còn quá nhỏ, mới chưa được con tuổi chứ mấy đâu ạ. Đó thì buổi sáng sớm thì trước nhà chị Loan rất là nhộn nhịp nha cô chú. Sau khi mà ngày hôm qua là cái phiên to, chị Hồng Loan hoàn toàn dành cái phần thắng nha cô chú, chứ không phải là như bên phía cô cháu gái kia đó đi đi sau khi mà bên tòa xử xong nó đi về mà cái mặt nó buồn hiu và nó gục gục ở dưới đường luôn, đâu có dám nhìn mặt đâu anh. Thì nói chung thì bây giờ là không còn nói được cái gì nữa hết, bây giờ chỉ còn có là gục thôi, gục mà để mà coi như là hổ thẹn để mà ra đi, ra đi là đi về nhà số 5 để dọn hết tất cả những cái đồ đạc còn sót lại ở trong cái căn nhà này để trả lại cái không gian cho chị Hồng Loan làm ăn buôn bán. Những cái thùng xốp đó chị Loan á, hiện tại một tí xíu nữa sẽ cho ra nhân viên ra cui nhỏ ra để đem đồ vô trong nhà, chứ đem nguyên cái thùng thì không chỗ để, mà để ngoài này thì cả nhà mình cũng thấy thời điểm lúc này thì mưa gió thất thường, mà những cái thùng này là những cái đồ ăn vặt nữa, là mấy cái cơm trái đồ chà bông đồ này kia nọ, hoặc là những cái hủ yến đồ nằm trong đó rồi lỡ mà bị chôm chĩa đồ thì nó cũng sẽ mất đi không. Cho nên là cô cháu gái và mẹ con cô Sáu thì cũng phải nên sắp xếp dọn bớt được cái nào thì dọn, để nước tới chân rồi dọn cũng kịp. Cô chú ơi, thì buổi sáng sớm ngày hôm nay là chị Loan cũng xuống ở dưới bàn làm việc và cười rất là tươi nha cô chú. Thì giờ em cũng xin phép là kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.